bây giờ Johnny sẽ đi tới cung điện nè. Những người buổi vị sư buổi sáng là đi khất thực đó mọi người. Đó, đi khất thực nè. Mọi người ở bên đây đi khất thực. Người bên này rất là kính trọng các nhà sư buổi sáng là đi dâng đồ cúng cho các nhà sư á. Đó, mọi người thấy không? Buổi sáng bình yên ở bên này nè. Wow, đó mọi người phải nôn chạy đến để cho các vị sư nè, thấy không? Thấy chạy đến không? Đó, chạy đến rất là kính trọng rồi quỳ xuống rồi luôn á. Thấy không mọi người? Quỳ xuống rồi đó. Túc túc nè, buổi sáng yên bình quá trời luôn á. Hồi giờ ở bên đây chứ mà cũng chưa có đi cái đường này luôn mọi người. Cái đường này sẽ thấy nó yên bình ghê luôn. Tiếng tụng kinh vào mùa buổi sáng. Đó, mọi người đi xe lướt ván kìa, thích chưa? Đó, và tiếng tụng kinh và buổi sáng sớm, bây giờ là 6-7 giờ á. Không khí mua sổ số kiến thiết rồi hả? Không khí rất là... Thì thấy mua sổ số kiến thiết cũng muốn ghê á. Khổ quá mới làm YouTube chứ đâu muốn đâu. Thấy ở đây cũng nhiều người khổ hơn mình hả? Ngồi ngoài đường không có chỗ ngủ luôn trời. Mình mới thấy mình may mắn á, mình còn làm được YouTube á mọi người. Khao Sạn Rốt, à, đây là Khao Sạn Rốt nè. Rất là nổi tiếng nha. Khao Sạn Rốt là một cái con đường mà giống phố Bùi Viện ở Việt Nam mình á. Chùa Bà Ra Bà Cha Chim ăn điêu liền chưa? Bà đi bà thả cái tay xuống giống như không có chuyện gì vậy. Bà thả cái tay xuống để cái đây luôn. Đi dục rác rồi nha. Đó, hôm nay cũng xả nè. Trời ơi, để cái... Đó, buổi sáng yên bình chưa? Thấy người ta cho chim ăn á. Mấy người vô gia cư cũng cho chim ăn đó, thấy không? Đó, đây là cái con đường Khao Sạn Rốt này mọi người, nổi tiếng giống như phố Bùi Viện mình, nhưng mà buổi ban đêm á. Ban đêm mới là nổi đèn nổi đám lên nó mới khác. Nó khác biệt lắm, buổi sáng buổi tối nhìn vậy đơn giản vậy thôi mà khác biệt ghê lắm luôn á. Nó có không khí mọi người và đèn đuốc. Hình của hoàng hậu với đức vua rồi đó mọi người. Hình đức vua, hình này hình hoàng hậu nè. Mọi người đi đợi xe buýt vào buổi sáng sớm sắp tới rồi. Theo cái nhận định của mình nữa nha, đây là cái nơi mà đẹp nhất. Mọi người sẽ thấy nó đẹp như thế nào đi, bây giờ đi qua bên đường là tới nơi rồi. Đó, thấy bắt đầu đẹp chưa mọi người, từ xa xa là thấy mấy cái đình á. Đó, đình cung điện nó bắt đầu xuất hiện rồi. National Museum ạ. Đó, đẹp chưa? À, vàng buổi sáng cái nắng nó đẹp ha, lấp lánh đó. Vàng thiệt đó chứ. Dạ vàng mát cái gì? Lâu quá không nói tiếng Việt nó bị chậm. Cái gì ta? Mẹ vàng. Đó, các thanh niên buổi sáng đi bộ không đeo khẩu trang nhìn thích ghê luôn á. Đông ơi là đông trời. Mà con trai ở Bangkok rất là đẹp trai nha. Da lắm nắng. Nó giơ tay nó hai quân kìa trời. Trời ơi nhìn đàn ông vậy nè. Trời nhìn đàn ông xỉu luôn mà sao vậy ta. Hay là nó thấy mình tưởng mình đàn bà. Trời ơi không đeo khẩu trang gì. Mà còn giơ tay hai tôi nè chứ trời. Mà sao nhìn dễ thương ra luôn. Đó mọi người buổi sáng chạy bộ nè, thấy không? Đây là một cái khoảng không ruộng đồng gì á, cỏ. Đó và nhìn thấy cái chính điện đó. Cỏ đây là cái chỗ đây mà quân chơi thể thao, là quân chơi sớp rồi nè. Tại vì người ta đang trình bày cái chỗ đây là gì á. Sao ở chỗ đây mấy người đi tập thể dục đẹp ghê luôn trời. Cái màu đỏ vintage đẹp quá ha. Đó này đã bọc đô chứ. Bọc đô mà nó nhẹ nhẹ xuống chút. Sang đẹp. Đang đi tới cung điện nhưng mà thấy cái tiệm cắt tóc nó để cái giá 60-80. Trời ơi, không có tin vào mắt mình rồi, phải quay là hỏi luôn nè. Tập bổm thiệt luôn không ạ? Tập bổm 60-80. Trời ơi, thì thấy giỡn rồi trời. Thật hết. Tập bổm một xịt đẹp xịt vào đó. Đẹp xịt, trời ơi. Tính làm cái clip là mọi người biết sao không? Ở bên Thái Lan cắt tóc rất là mắc nha.
bình thường là 500 á, 500 bạt. Ở Xi Ảm là 500 bạt. Còn ở Xi Lõm là 300 bạt, 350. Không có hiếm có cái chỗ này mà cắt tóc là dưới 200 bạt lắm, hiếm lắm. Mà cái chỗ đó lần đầu tiên thấy là đang đi nè. Em đi tới cung điện mà thấy cái chỗ đó 80 bạt. Xỉu luôn, trời không tin vô mắt mình luôn á. Đó, bờ tường trắng đẹp xỉu chưa nè. Bà cô đạp xe đạp bình yên rồi. Đẹp quá trời ơi. Ở bên trong phải vô được bao tốn 500 bạt. Hồi xưa khách du lịch đó. Hồi mà Quân còn đi du lịch Thái Lan hồi nhỏ. Vô đó thấy nó đẹp ghê luôn á. Bây giờ quay sao được vô trong ta? Đâu có được đâu. Từ ở bên này nhìn qua bên kia xong là cái Wat Arun đó mọi người. Cái chùa Bình Minh đó. Cái chùa đó là đẹp xỉu luôn nha. Cái chùa đó là giống như là cái chùa đó để chụp cho các bìa tạp chí thời trang và các cho mấy bạn giới trẻ tới chụp Instagram rồi phong cách rồi đó, chỉnh hình màu có nhạt nhạt á. Cái nó bình thường vậy thôi mà sao lên hình nó đẹp lắm. Mà thiệt ra cái ở ngoài Quân đi gặp ngoài đời nó rồi nó cũng đẹp y chang vậy. Trời ơi, đi giữa đường ha, đâu thấy cái cảnh đẹp vậy không? Ngay giữa đường luôn không? Thấy không? Thấy chùa chiền đẹp không? Trời ơi, nó bình yên, nó đẹp chưa? Chỗ đây nó có quán nước, nè, chuối. Đi vô đây là qua bên kia là thành qua sông, cái đền Wat Arun đó. Để vô mua nước uống cho mệt quá. Beach IT. Có một điều ở bên này mắc cười là trà bông ở bên này nè mọi người. Nó cứng ngắt à, không hiểu sao luôn á. Nó cứng lắm. Ủa sao cái nay cũng cứng, nó cũng cứng cứng kiểu gì á. Trà bông bên này. Ở ní nâng lói hả khắp? Mì lét tua qua mẹ khắp? Mì lét qua, qua lét qua hả? Tua lét á, tua lét qua mì mẹ khắp? Lét qua ní á, lét qua ní mì thà ní lét qua mì. Mì có mì dài đây rồi. Mì dàn điều hả khắp? Dàn điều hả? Ok. Hao qua ní khắp? Dạ. Quay mà nó, mà quay mà mình không mua nó quýnh lắm. Ý nói giỡn cái vui chứ không phải nói vậy nha. Ở bên đây đu con là cái đu con, con đi đó đó, đu 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 đó, đu là còi đó, đu 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 đu. Trời đẹp chưa này mọi người, cái kiến trúc á, mấy cái màu á, cái mấy cái màu trên cái ấy đẹp quá. Nhưng mà đói bụng quá, đi ngang này thấy cái chỗ này nó có bán gì tôm nè. Tôm gì vậy, vô ăn đại cái. Ở bên đây buổi sáng các vị sư rất là nhiều nha. Hả? Mì rán à hàn mấy cấp, mì à hàn mấy cấp. Sang cung, อันนี้เท่าไหร่ครับ? อันนี้ มี cung ด้วยใช่มั้ยคะ? ใช่ cung. มันจะมีเป็นเส้นจันทร์กับวุ้นเส้นนะคะ, ชอบเอาแบบไหนเอ่ย? ชอบแบบเส้นถ้าเส้นจันจะเป็นออริจินอลโอเคออริจินอลค่ะ175 บาทโอเคครับทานนี้ไหมคะทานนี้ครับโอเคได้เลยค่ะเชิญค่ะนั่งเลยอันนี้ร้านกาแฟด้วยกันนะเหรอได้ค่ะอันนี้เป็นเดอร์ตี้นะคะเท่าไหร่ครับ125 บาทตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ค่ะเดอร์ตี้ออนเดอะร็อกแต่ต้องรอประมาณ5นาทีในการแช่นมเสิร์ฟด้วยเบรเทสโต้ประมาณ2ช็อตกาแฟจะเป็นเคนยาค่ะเป็นกระชังเดสเก็ตผมรอก่อนนะครับผมดูก่อนได้วงงอยวงหลอมูกไอ้นกมุกนกแตกว่าโจ๊กเกอร์รอยเราก็มูกาแฟดึกดำได้โดอังดาแร่รอยโอ้ยนี่โดอังของมันดาแร่รอยวงแล้วมันทึ่งอังโตมสวยมากเด็กแว้มมันนอยให้โคได้เด็กแว้มไอ้นี่อะไรดีอะฮะเด็กแว้มมันจะของอังอะจะบล็อกมันจะอังอะน่าเด็กจริงไม่đó, giờ ăn nha mọi người. Xong rồi qua bên đường, quay cho mọi người coi mấy cái kiến trúc nó đẹp không. Đó, thấy cái kiến trúc nó độc đáo, nó đẹp chưa mọi người? Phải phóng gần mọi người mới thấy được. Ở bên trong nữa trời. Bên trong thì đẹp quá trời luôn, không có vô được bên trong. Đó. Nhìn gần á, nhìn xa thì thấy nó đẹp, chứ nhìn gần thì thấy nó giống như mấy cái miếng gạch gạch men nhưng gạch men á, nhưng mà nhiều khi nó cũng không có, nó bụng cũ lắm thôi. Nhưng mà là nó là định nó cấu trúc khi mà nhìn vô á, khi mà nhìn tổng thể là rất là đẹp.
Ông lại tưởng mình đi mấy ông tưởng mình là khách du lịch á, nhìn mình cái mặt mình cũng giống nước mấy cái nước châu Á chứ không mà giống Thái Lan đó. Nói tiếp nha. Thấy ông nhìn vậy bộ ra cười cười chút. Nói tiếp cái vụ này chứ, mặc dù nó là như vậy nhưng mà không có được sửa lại đâu á nha, tại vì nó là cổ kính mà đó, ý là mình nói vậy đó. Rất là đẹp nha, nhìn vậy thôi chứ mà tổng thể ra ngoài nhìn đẹp chưa. Rất là thích mấy cái kiểu gạch men gạch đá nè, có mấy cái bộ thời trang á, là lấy cái ý tưởng từ những cái từ những cái hình gạch men này nè. Cái gạch này phải gạch men sứ à, sứ mấy bạn lại nói review thì mà ngu như bò. Coi thì chửi, review mà coi nói tiếng Việt không có rành thì có mọi người nhờ làm YouTube á mới nói lại tiếng Việt á, nó mới nhanh được. Thiệt là nhiều lúc làm mọi người coi thông cảm nha, vậy nhiều lúc kêu Quân, kêu Tony, kêu tùm lum la là do nó ít nói tiếng Việt, không ở một mình đó đó, mình bằng gạch men gạch tứ rồi nói tầm bậy tầm bạ đó. Ở bên đây thích cái chỗ đây nhất đó, vậy đấy. Nhưng mà giờ vô không được nên giờ Quân đi cắt tóc, tại thấy cái chỗ cắt tóc rẻ quá. Thích cái view này nhất nè, thấy không, tự nhiên con đường nó im re à, xong rồi cái cảnh nó màu sắc nó đẹp, thích quá, đứng ngắm luôn á. Sao không hiểu sao người khác có thích không, nhưng mà cũng thích ở đây lắm nha. Tัดอันนี้ครับอันนี้ไม่ต้องตัดนะครับตัดครั้งนี้หยุดนะครับตัดครั้ง00แต่ครั้งนี้หยุดแล้วก็เหมือนกันเหมือนเดิมครับ number 1ใช่เป็นหนึ่งตัดใช่ฮะตัดอันนี้เล่นนอนนอนคุยเนาะโอเคข้างหลังหยุดอันนี้โอเคไม่ต้องตัดอันนี้ครับครับครับตัวนะครับอันนี้อะไรครับหอยเหรอครับน้ำมันเหรอครับน้ำมันไก่เซนครับน้ำมันไก่เซนเหรอหอมเหรอหรือตัวล้างตัวลงเยอะได้ล้างอันนี้ล้างตัวเหรอง่ายกว่านวดนวดเหรออาจารย์แอนอันนี้ครับอันนี้อะไรครับvà thế là mua một cái chai dầu gì đó để thoa lên cho người. Cái khu này bán dầu rồi gì tùm lum mọi người, là mấy cái đồ mà đeo đồ cổ là quá trời luôn, mà cái trong cái chợ đó đồ cổ người ta săn đồ cổ người ta bán là kiếm tiền hay là gì đó mọi người. Tôi mua một cái chai để thoa lên tức cho đau nhất á, ở bên đây một mình đau nhất, không có ai xòm đó, tình yêu không có hiểu không. Mua tức xoa bóp cơ thể cho cơ thể nó nuột nà. Tới giờ điên rồi á. Thôi thế là xong rồi đó. Ở đây nhiều mấy cái tiệm thích đi coi quá, nhiều quá trời luôn á. Thế là xong rồi, một ngày là quay vô đây là quá nhiều rồi, không có mua mấy cái đồ ấy, là bữa sau Quân làm theo cái clip khác nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ với cảnh đẹp nhất ở Thái Lan. Và bây giờ Quân hy vọng mọi người sẽ thích cái clip này của Quân. Quân rất là thích clip này, Quân nghĩ là clip này là một cái clip mà kỷ niệm với mình, và tại vì nó rất là đẹp, và cái nơi mà Quân thích nhất đó là cung điện ở Thái Lan. Sau bao nhiêu năm ở thì Quân vẫn thích là cái nơi này rất là nhiều, nắng đẹp quá. Nhớ subscribe cho Quân nha, Johnny nha, Johnny, bye bye.